Vâng, đây là con JBL khủng mới cập bến nha các bác. Thì con này giá là 15 năm, thì rất là hiếm những con bao JBL, đây MBA 750. Rất là đẹp nha. Em nó chạy là hai tăng phô riêng biệt và các bác thấy ruột con này rất là mới. Chạy sò xanh đen Toshiba đặc trưng 302 và 281 nổi danh. Chạy hai bo đối xứng nha các bác. Mỗi bo là 48 từ lục nguồn. Đấy, phần nguồn, phần công suất phía dưới phía trên. Hai tăng phô chạy cho hai kênh. Các bác chơi những loa full 40 30 những cặp loa boss 601 701. Em này mà các bác đánh hai cặp 601, hai cặp 701 tê tái nha. Rất đẹp nha các bác. Con này về rất xuất sắc luôn nha. Giá 15 năm. Nhưng bao JBL rất là hiếm. Đây, phía sau rất đẹp nha các bác. Đường tín hiệu vào 35. Đường loa thì nó sẽ có 200 loa, 100 loa chuyên nghiệp và 100 loa bắp chuối mơ chim phục vụ tất cả các bác nha. Con này quá chuyên nghiệp luôn. Đây là nắp em đã mở sẵn cho các bác rồi. Bác nào lấy thì alo cho em nhé. Này, bên trong máy có cực đẹp nha, nó cực đẹp. Những em này chạy 4 cầu điện hết nha các bác. Mới về cùng với chung hàng hồi xưa sáng sáng em đã quen giới thiệu các bác là hàng về đấy. Thì bác nào lấy thì cứ alo cho em để em chuyển khoản thì và em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác. Khi em bán đẩy như thế này thì sẽ được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 300 ngàn. Thì các bác kết nối vào van và mình sử dụng.